nhân vật chú hề gây ám ảnh nhất mọi thời đại trên màn ảnh nhỏ. Nhắc đến nhân vật chú hề, bạn sẽ ngay lập tức thì liên tưởng đến những người mặc đồ sặc sỡ, tóc rối xù, gương mặt trang điểm lạ lùng. Đặc biệt là các chú hề hay đứng ở các trung tâm thương mại, khu vui chơi hay đường phố, làm trò hề, bơm bóng tặng cho các em nhỏ. Thế nhưng từ khi có sự xuất hiện của những chú hề trong các bộ phim kinh dị, hình ảnh người đàn ông trang điểm, mặc đồ sặc sỡ bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ. Cũng từ đó mà hình ảnh chú hề không còn đáng yêu như trước nữa mà trở thành nỗi ám ảnh không thể nào quên. Hôm nay, hãy cùng chúng mình khám phá ra 8 nhân vật chú hề gây ám ảnh nhất mọi thời đại từ màn ảnh ra đến đời thực nhé! Quái trong tiểu thuyết của tác giả Stephen King sau đó được chuyển thể thành bộ phim điện ảnh ngắn khách có tên là IT. Nhắc đến chú hề ma quái chắc chắn không còn xa lạ gì phải không các bạn? Nhân vật gã hề Pennywise trở thành một biểu tượng kinh dị với hình ảnh cầm quả bóng bay màu đỏ. Nhân vật này sở hữu năng lực ma quái cổ xưa, có khả năng thay đổi hình dạng thành bất kỳ ai mà nó muốn với bất kỳ kích cỡ nào. Chính vì thế mà nó có thể nhiều lần hù dọa, tra tấn tinh thần của các nạn nhân khi hóa thân thành nhiều nhân vật được coi là cơn ác mộng của trẻ con như người không đầu hay những người gần gũi với nạn nhân để thao túng tâm trí họ. Điều khiến Pennywise trở nên đáng sợ không chỉ là ngoại hình gớm ghiếc, đôi mắt háu đói, cái đầu chọc, chất giọng ma quái, mà còn là cách dã man mà hắn dùng để giết hại và tra tấn nạn nhân. Nó thường nhắm vào những người có vấn đề về tâm lý, chọn đúng điểm yếu của họ để gần gũi hoặc lôi kéo và rồi ăn thịt nạn nhân một cách man dợ nhất. Bộ phim IT từng gây chao đảo phòng vé vì sức hút của nó. Bên cạnh những tình tiết đáng sợ, chúng ta chắc chắn sẽ được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác với diễn biến tâm lý của những nhân vật. Đặc biệt, ai xem phim này cũng không khỏi bị ám ảnh bởi chiếc ống cống thoát nước, vì đó là nơi ẩn nấp ưa thích của chú hề này. Hai, Joker trong Joker 2019. Không cần phải trang bị cho mình một ngoại hình quái dị như Pennywise, Joker cũng đủ mang lại nỗi ám ảnh cho công chúng mỗi khi nhắc tên. Nhân vật Joker của hãng sản xuất DC được xây dựng trên hình tượng tên hề khủng bố hay hề phản diện thì đúng hơn là hề sát nhân. Sinh ra là một đối thủ truyền kiếp của Batman, Joker nhanh chóng trở thành một trong những ác nhân vĩ đại nhất lịch sử ngành truyện tranh nói riêng và trong văn hóa đại chúng nước Mỹ nói chung với biệt danh hoàng tử hề của tội ác. Nghe tới đây cũng đủ cảm nhận được độ đáng sợ của tên hề phản diện này rồi phải không các bạn? Bộ phim Joker kể về quá khứ điên loạn của nhân vật này. Từ chỗ là một nghệ sĩ hài, Arthur Fleck, anh ta đã bị xã hội chối đẩy tới tận cùng và rồi trở lại là Joker. Chính vì thế mà Joker trở nên cùng quẫn. Để đạt được mục đích, hắn không từ thủ đoạn nào kể cả giết người, bạo loạn. Có thể nói Joker là đại diện cho tất cả những gì mục rũa và đen tối nhất của con người. Một kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi và hoảng loạn cho tất cả mọi người. Chỉ cần nhân vật này nở một nụ cười sắc lạnh cũng đủ làm tim ta giật thót. Bộ phim Joker đã xây dựng tâm lý nhân vật một cách sâu sắc, khiến người xem không khỏi thán phục trước tài diễn xuất đỉnh cao của diễn viên Joaquin Phoenix. Tác phẩm là một trong những bộ phim ám ảnh nhất về nhân vật tội phạm. Bạn thấy sao về nhân vật này? Còn mình thì thấy Joker vừa đáng thương vừa đáng trách. Gớt đi trong 100 Tier. Bộ phim kinh dị 100 Tier năm 2007 kể về một tên hề bình thường trong rạp xiếc nhưng bị đổ oan phạm tội tày đình. Do bị tổn thương tâm lý không thể bộc bạch cùng ai, gã nổi điên rồi tàn sát những kẻ đã hãm hại mình. Kết quả là gã hề này đã khoác nguyên bộ đồ gớm ghiếc đầy máu và vết bẩn đi tàn sát khắp nơi để trả thù. Các bạn có thấy nhân vật chú hề này có điểm tương đồng với Joker không? Đều bị tổn thương tâm lý dẫn đến hại người, trở thành một kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay. Cũng chính vì tổn thương tâm lý nặng nề, từ đó con đi không thể ngừng xuống tay giết chóc. Hai vệt máu dưới đôi mắt khiến hắn trông lúc nào cũng như đang khóc. Cảnh tượng vừa đau xót vừa đáng sợ ngay cả khi hắn đang chặt thịt nạn nhân. Hai giọt máu trên khóe mắt vẫn hiện diện. Mình đảm bảo nếu như vô tình bắt gặp chú hề này trên đường, dù là hóa trang, thì bạn cũng không thể nào quên được thân thể hắn bề bếp máu và đi tìm nạn nhân xấu số tiếp theo. Killer Clown trong Killer Clown from Outer Space. Câu chuyện chú hề tiếp theo vượt qua khỏi tầm vũ trụ, đó là những chú hề ngoài hành tinh, Killer Clown.
Trước nay chúng ta vẫn không tin chuyện người ngoài hành tinh, mà nếu có tin thì cũng không thể nghĩ họ có thể tàn ác như những nhân vật chú hề trong phim Killer Clown from Outer Space. Những sinh vật gớm ghiếc này mang hình dạng chú hề đổ bộ xuống trái đất để bắt cóc con người và ăn thịt họ. Chúng tấn công người dân bằng súng bỏng ngô, vươn tay dài bóp chết nạn nhân, hoặc đơn giản là nuốt chọn họ. Bọn quỷ không gian này rất nghịch ngợm, có điều những trò đùa của chúng thường khiến nạn nhân có một kết cục thê thảm. Một tên trong số chúng còn giam giữ các phụ nữ trong những quả bong bóng khổng lồ nhằm nuôi lấy thịt cũng như duy trì nòi giống. Bộ phim khiến nhiều người thót tim bởi hàng loạt trường đoạn rùng rợn, chết chóc. Mình vẫn chưa xem bộ phim này, một chú hề cũng đủ xỉu áp xỉu đào, sao có cả một đám ai mà chịu cho nổi. Bạn nào đã xem phim này rồi cho mình xin review để lấy động lực xem đi ạ. Trong Poltergeist. Dù chỉ là một nhân vật phụ trong Poltergeist, nhưng búp bê hề này vẫn là một trong những con ma đáng sợ không thể không nhắc đến trong danh sách này. Búp bê Clown được ví như hiện thân của những linh hồn đầy thù hận. Nó có thể đột ngột xuất hiện ở bất cứ đâu và nhìn chăm chăm vào người đối diện với nụ cười hiểm áp và vô cùng đáng sợ. Nhiệm vụ chính của hề ma này là đánh lạc hướng để những con ma khác có thể bắt cóc nhân vật Carol Ann. Trong một cảnh phim, cậu bé Robbie bị búp bê hẻ lùi xuống gầm giường và xiết cổ. Gương mặt với nụ cười kinh sợ của con búp bê này tạo nên hiệu ứng kinh dị đến nghẹt thở. Cậu bé Robbie đã phải rất cố gắng để chống trả. May mắn thay sau đó cậu đã đánh bại thứ đồ chơi quái thai này và thoát nạn. Tiếp sau đây hãy cùng mình đến với nhân vật chú hề không kém phần đáng sợ. Những tình tiết của chú hề này sẽ cho bạn hiểu sâu sắc về tội ác quái dở mà nó mang lại. Michael Myers trong Halloween. Trong dòng phim kinh dị, đặc biệt là dòng phim về sát nhân hàng loạt, bộ phim Halloween luôn là gợi ý đầu tiên và kinh điển. Điều tạo nên sự thành công của bộ phim đến từ nhân vật chú hề Michael Myers với những cuộc giết người hàng loạt đầy bệnh hoạn vào đêm lễ hội Halloween. Điều đáng sợ hơn đó là kẻ giết người đội lốt hề Michael Myers thực chất là một cậu bé nhỏ tuổi. Nạn nhân đầu tiên của Michael trong đêm Halloween không ai khác chính là chị gái của cậu ta. Cũng từ sau cảnh phim ghê rợn này, nhiều khán giả đã bắt đầu chuyển sang sợ hề trẻ con thay vì hề trưởng thành như trước. Đã là kẻ sát nhân thì không chừa một ai. Honey, the driver through. Chú hề này xuất hiện tại thị trấn nhỏ Blanca, Kenner, có một cửa hàng đồ ăn nhanh với tên gọi là Hella Burger. Chủ của cửa hàng, đồng thời cũng là linh vật của quán, hề Honey dùng mùi hương ngào ngạt để dụ dỗ các vị khách đường xa, rồi giết họ bằng những dụng cụ làm bếp. Những dụng cụ kinh khủng như dao chặt thịt, đến ngớ ngẩn như chảo, chậu khuấy bột. Gã hề cao 2m, mang theo dao thái thịt cùng điệu cười quái gở còn đáng sợ hơn nữa cả khi súng đạn cũng không đả thương được hắn. Con hề to lớn này chắc chắn không hề cười giả chân, bởi vì súng ống cũng không làm được gì nó thì chắc là đang ngứa lắm nên bật cười thôi các bạn ạ. Stitchy. Một thực tế rằng những con hề tàn ác rất hay dính liền đến trẻ em, những linh hồn đáng thương và yếu ớt. Nhân vật hề Stitchy trong tác phẩm cùng tên cũng có đối tượng là trẻ em. Stitchy vốn là một tên hề gan dở và bất tài. Hắn được thuê diễn trò trong một buổi tiệc sinh nhật. Tại đây, trong lúc luống cuống vì bị đám trẻ chọc ghẹo, Stitchy gặp một tai nạn thảm khốc dẫn đến tử vong. Nhiều năm sau, gã hề ai oán đội mồi từ cõi chết tìm lũ nhóc ngày xưa để trả thù. Trong phim còn rất nhiều cảnh rùng rợn khi Stitchy xẻ đôi đầu của một thanh niên rồi nghịch ngợm với não của anh ta, hoặc khi hắn dùng ống bơm thổi liên tục vào bụng một nạn nhân khiến người này nổ tung. Đường dài mới biết ngựa hay, phim hay phải chờ hồi kết. Bạn nào chưa gặp được 10 nhân vật chú hề bên trên thì nhanh nhanh xem phim để biết độ đáng sợ của những nhân vật ấy đi nhé. Nếu thấy video này thú vị, bạn nhớ thả nhận một like ủng hộ chúng mình. Nút đỏ subscribe đang chờ bạn nhấn kìa. Nhanh tay đăng ký kênh để xem được nhiều video thú vị của chúng mình hơn nhé.